Tập 2. Taxi. 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 Làm gì thế? Xin lỗi nhé, tôi nhận nhầm người rồi. Phát điên cái gì thế? Tôi xin lỗi. Taxi. Sao lại vậy được? Rõ ràng là giọng của cô ấy, và cả bóng lưng của cô ấy cũng có cảm giác rất quen thuộc. Taxi. Dinh Ngọc. Dinh Ngọc. Dinh Ngọc, em tỉnh lại đi. Em tỉnh lại đi. Mau lên. Dinh Ngọc. Sẽ còn gặp lại. Báo cáo đội trưởng Lưu, tổng cộng bắt được 11 kẻ tình nghi, bao gồm Lưu Đại Mãnh. Phía chúng ta không bị thương vong gì, hành động kết thúc mỹ mãn. Được. Nếu nhiệm vụ đã kết thúc thì có phải nên xếp lịch cho chuyện của chúng ta rồi không? Xếp lịch gì? Tối nay đi chụp ảnh cưới ấy. Em quên rồi à? Đừng có cợt nhã trong lúc thi hành nhiệm vụ. Đừng quên đấy. À, em đi xem cái cớp sau khi đi, có thể trong đó còn có chứng cứ gì khác đấy. Vâng. Ngọc. Adrenaline, mau lên. Nhịp tim của bệnh nhân bất thường nghiêm trọng. Chuẩn bị khử rung tim. Tôi biết.
trong lòng cậu vẫn luôn áy náy vì sự hy sinh của Dinh Ngọc. Nhưng sự cố đó thực sự không phải là trách nhiệm của cậu. Cậu cũng không thể cứ tự trách mình mãi như vậy được. Đừng quên là bây giờ cậu đang thi hành nhiệm vụ. Sau này tuyệt đối không được để xảy ra chuyện như vậy nữa. Nếu không thì quá nguy hiểm. Tôi biết rồi. Đây là toàn bộ thông tin về bọ cạp mà cậu muốn. Đội chống ma túy đã theo dõi bọ cạp rất lâu rồi, vốn định thu lưới trong mấy hôm tới. Thế nên tôi mặc kệ các cậu giăng bẫy như thế nào, cuối cùng nhất định phải để bọ cạp lại cho bao dân hải bắc. Chúng ta còn cần lấy được nhiều manh mối hơn từ hắn. Tôi hiểu rồi. Còn nữa, bây giờ chưa rõ đồng chí Triệu Nam sống hay chết. Cậu có thể nghĩ cách tìm kiếm một số manh mối có ích để tiện cho chúng ta sau này đi cứu không? Nhưng cậu phải tiến hành trong điều kiện có thể đảm bảo bản thân được an toàn. Chúng ta không thể để xảy ra bất kỳ sự cố nào nữa. Cục trưởng Lưu yên tâm đi. Thế thì tôi đi đây. Chú ý nhiều vào. Vâng. Sao hôm nay chạy bộ không gọi tôi? Đã chạy xong rồi à? Hôm nay cậu lại dậy chạy bộ sớm thế cơ à? Mặt trời mọc đằng tây rồi à? Dậy sớm cái gì chứ? Tôi không ngủ suốt đêm đó. Tôi nghĩ chuyện anh nói mà. Sao thế? Suy nghĩ thấu đáo rồi à? Anh cảm thấy chúng ta đã không còn đường lui thật à? Chắc là vậy. Tôi cứ cảm thấy có phải làm như vậy quá mạo hiểm không? Cậu không làm thì sao mà biết được? Nắm chắc được tầm bao nhiêu? Ơ không, sao hôm nay cậu cứ dài dòng lắm chuyện thế? Không phải là dài dòng lắm chuyện. Đây là đòn đầu tiên của chúng ta. Đòn đầu tiên phải đánh thật đẹp. Phải nắm chắc cả 10 phần. Tóm lại là cố vấn tôi đây đã nói hết với cậu. Những gì cần nói và không cần nói, cậu tự mà nghĩ xem cụ thể là phải làm thế nào đi. Tôi không quyết định được. Tôi đã nghĩ cả một đêm rồi. Đầu óc đã không hoạt động nữa rồi. Mà cậu bảo tôi quyết định à? Anh là cố vấn, anh quyết định đi. Anh nghĩ cách, nghĩ phương án ứng phó, rồi nói cho tôi, đã biết chưa? Được. Đợi tôi nghĩ xong thì tôi sẽ nói với cậu. Còn nữa, kể từ bây giờ chúng ta nhất định phải theo dõi bọ cạp chặt chẽ. Tôi biết rồi. Dài dòng lắm chuyện. Học nhanh đấy. Học anh còn gì. Tôi phải đi mua đồ đây. Cậu có đi không? Tôi không đi đâu. Chạy một lúc rồi về ngủ bù một giấc. Được, thế thì cậu chạy đi. Chạy nhanh lên. Lúc nãy tôi chạy nhanh hơn cậu nhiều. Nhanh lên. Cô có biết qua đường không vậy? Giúp tôi với. Mà đuổi theo hắn. Tôi có quen cô không mà cô lại lên xe tôi. Tên là ông kia cướp ví tiền của tôi. Mà đuổi theo hắn ta. Mà giúp tôi đi. Không, tôi hoàn toàn không quen biết gì cô. Sao tôi phải đuổi theo giúp cô? Đàn ông đàn anh như anh còn lái chiếc xe tốt thế này mà không đuổi theo được một chiếc xe máy hả? Đúng là tôi lái một chiếc xe tốt, tôi đuổi kịp được. Nhưng tại sao tôi phải đuổi theo giúp cô? Cô là ai thế? Coi như tôi cầu xin anh đấy được không? Toàn bộ tài sản của tôi đều trong đó cả. Xin anh đấy, xin anh đấy. Hôm nay đúng là tôi làm người tốt việc tốt. Tôi đúng là... Ở kia, hắn ở kia. Cố lên. Giỏi luồn lách thật đấy. Bám theo đi. Tôi bảo này, cô vừa từ nước ngoài về đúng không? Tôi bảo anh này, có phải anh trông thấy cô nào xinh là sẽ bắt chuyện không? Không trả lời thì tôi sẽ coi như là anh ngầm thừa nhận. Nhưng kể ra thì hai chúng ta cũng khá có duyên đấy. Đã luồn lên trước rồi. Anh đừng nói chuyện với tôi. Nghiêm túc đuổi theo có được không? Xe to như thế mà còn không đuổi theo được một cái xe máy nữa. Đúng là tôi hỏi cô một câu thì cô trả lời những 10 câu.
gì mà được không? Xem tôi đuổi kịp hắn thế nào đi. Thế thì anh cố lên đi. Còn không mau lên. Đi về phía kia rồi. Tôi thấy rồi. Sao lại dừng lại? Người ta chạy mất rồi. Có một loại tình huống gọi là xe hết xăng. Lúc nãy còn nói đàn ông không có ai là không được cả. Anh như thế này là không được đấy. Xe hết xăng thì liên quan gì tới tôi? Chẳng lẽ tôi có thể dự đoán trước là cô sẽ lên xe tôi để đổ đèn xăng trước cho cô à? Đúng là. Thế thì bây giờ anh báo cảnh sát cho tôi đi. Tất cả tiền, thẻ ngân hàng, mọi thứ của tôi để trong ví cả. Tôi đang nói chuyện với anh đấy. Tự cô nói với cảnh sát đi. Anh cảnh sát, xin chào. Anh đã đi quá tốc độ nghiêm trọng, đồng thời còn vượt đèn đỏ mấy lần liên tiếp. Mời anh xuất trình giấy phép lái xe. Làm sao đây? Đây là chỗ nào? Còn không gọi được taxi. Đi đâu thế? Không lẽ anh định đi bộ về? Thế này đi, anh cõng tôi. Lúc nãy tôi đuổi theo họ, chân tôi mỏi lắm rồi. Lúc nãy tại cô mà xe tôi bị kéo đi, còn bị trừ điểm. Bây giờ cô còn bảo tôi cõng cô. Cô nằm mơ đi. Anh còn nói à? Thế bí của tôi thì sao? Nếu không phải lúc nãy anh thả hắn đi thì bây giờ túi của tôi vẫn còn trên tay tôi đấy. Cô nhóc này, trong vẻ ngoài cô cũng được đấy, mà sao tính cách lại thế này hả? Đàn ông đàn an như anh, trong vẻ ngoài cũng được đấy, mà sao tính cách lại thế này hả? Bây giờ tôi bắt đầu nghi ngờ có phải anh là đồng bọn với bọn họ không. Tôi là đồng bọn với họ. Bây giờ cô nên đi tìm cái kẻ đã cướp túi của cô, chứ không phải ở đây đâu coi với tôi, cô biết chưa? Tôi mặc kệ. Hoặc là anh trả túi cho tôi, hoặc là anh cõng tôi đi. Ờ không, sao tôi phải cõng cô đi chứ? Tôi khát rồi. Anh đi mua ít nước cho tôi đi. Hơn nữa, tôi hơi đói rồi. Tôi muốn ăn chocola. Đi mua cho tôi đi. Sao vậy anh mới về? Tôi còn tưởng anh không quay về nữa. Tôi đây, nói là sẽ giữ lời. Nào nào, chocola. Cảm ơn. Anh đùa đấy à? Anh đi cái xe tốt như thế mà lại chỉ mua 5 cái cho tôi. Đừng nhắc tới xe nữa, thuê đó. Lâu lắm rồi không ăn chocola. Vui rồi à? Cũng được. Chắc là 30%. Được. Thế cô cứ ăn từ từ đi. Tôi đi trước đây. Tôi không có hành lý. Tôi cũng không có tiền. Anh dứt tôi lại ở đây, đáng sợ lắm. Không có tiền à? Nào nào nào. Hết rồi à? Chỉ có 200 thôi à? Số tiền này là đủ rồi. Ý anh là sao? Anh ơi, hai người gọi xe à?
Bác Tài chờ một lát, cô ấy gọi đấy. Bác Tài à, tôi không gọi, không phải tôi. Tôi gọi xe cho cô đấy. Cô thích đi hay không thì tùy. Cứ đi như thế à? Lỡ như tôi gặp nguy hiểm gì nữa thì phải làm sao? Yên tâm đi, tỷ lệ tội phạm ở Trung Quốc thấp hơn ở nước ngoài nhiều. Sợ gì chứ? Sao lại thế này? Đừng để tôi gặp lại anh lần nữa. Sẽ không bao giờ gặp lại nữa đâu. Sao lại thế này chứ? Người đẹp có lên không? Anh thú vị quá đấy. Để một cô gái bám lấy cả ngày, tự mình còn mất 200 tệ tiền xe mà còn không xin nổi tài khoản WeChat à? Một Thanh, người thông minh như anh sẽ không làm chuyện lỗ vốn thế này. Nói thật đi, có phải trong cô gái đó hơi xấu không? Ơ hay cậu có thôi đi không? Không xin bằng cậu được chưa? Bên bọ cạp có hành động gì không? Chúng ta tạm thời không nói chuyện bọ cạp vội. Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Chúng ta quen nhau lâu vậy rồi, tôi chưa bao giờ thấy có một cô gái nào xuất hiện bên cạnh anh cả. Không lẽ là trong lòng anh đã có ai rồi à? Không sao. Nếu như anh có thật thì cũng không sao cả. Anh cứ nói với tôi đi, vậy tôi mới biết phải giúp anh bằng cách nào. Cậu tự lo cho mình đi đã. Anh làm gì thế? Đây là cái gì? Mặt nạ vừa mới đắp 300 tệ một cái đấy. Anh làm sao thế? Ờ không, Lê Nhược Sơn, bây giờ chúng ta có thể tiến thêm một bước trong tập đoàn hay không là phải xem lần này chúng ta đối phó với bọ cạp thế nào. Sao cậu không sốt ruột nữa? Sao mà tôi không sốt ruột? Còn đắp à? Anh làm gì thế? Thường ngày anh bình tĩnh lắm cơ mà, sao hôm nay sốt ruột thế? Tôi đã để bọn đàn em theo dõi bọ cạp rồi. Bọ cạp là cáo dài trên giang hồ, là một vụ là sẽ đổi một nơi, dễ tìm ra chỗ chứa hàng như vậy chắc. Hơn nữa còn nhất quyết muốn bắt cả người lẫn tang vật làm gì? Chúng ta có phải cảnh sát đâu, chỉ cần bọ cạp lộ mặt là giải quyết luôn, thế là xong chuyện. Làm gì rắc rối vậy? Làm theo lời tôi nói đi, tôi có cái lý của mình. Được, làm theo lời anh nói. Anh có lý nhất, rất có lý, cực kỳ có lý, được chưa? Cái này tiếc quá. Cái đi đâu thế? Để giải tỏa áp lực căng thẳng, tôi ra ngoài uống một ly, được không? Ai thế? Bố nuôi à? Bố cứ dặn đi. Dân. Dân, không thành vấn đề. Tạm biệt bố nuôi. Ông Âu tìm cậu à? Làm tôi sợ chết đi được. Bố nuôi chưa bao giờ gọi điện cho tôi cả. Ông ấy bảo chúng ta đến đồn cảnh sát thành phố Kiều đón một người. Ai thế? Ai thế? Mau về thay quần áo đi, vừa đi vừa nói. Chỉ bảo là chúng ta đi đón một cô gái. Trưa mai chú mắt kính sẽ đến đón cô ấy đi. Cô gái nào? Đừng có thấy gái xinh là không đi nổi. Cô ấy có quan hệ gì với ông Âu? Không nói. Nhưng trẻ trung xinh đẹp như vậy, theo phân tích của tôi thì chắc cô ấy là mẹ nuôi. Đừng có theo phân tích của cậu. Cậu nói rõ ràng đi. Anh dám hỏi không? Bố nuôi bảo chúng ta làm gì thì làm thế. Nói nhảm nhiều thế làm gì? Có đi không? Đi. Anh xem, dừng xe trước cửa thế này, trong lòng tôi còn hơi sợ thật. Anh bảo đón người ở đâu không được, mà nhất định phải đến đồn cảnh sát chứ.
Tố chất tâm lý vẫn còn kém quá. Là người đó à? Hình như là thế. Tôi xuống xem nhé. Xin chào, tôi là Lê Nhật Sơn. Ông Âu bảo chúng tôi đến đón cô. Cuối cùng cũng đến rồi. Xuống đi, chào mẹ nuôi nào. Ai là mẹ nuôi anh? Trông tôi trẻ thế này, tôi làm mẹ được chắc. Ông Âu là bố nuôi tôi. Ông ấy nhận đứa con trai nuôi từ bao giờ thế? Mau lên. Là anh à? Bây giờ biết đến đón tôi rồi à? Mấy tiếng trước anh chết ở đâu rồi hả? Hai người quen nhau à? Cô ấy chính là cô gái mà tôi nói với cậu lúc trước. Là cô em bám lấy anh đấy hả? Không phải là trông xinh lắm sao? Anh xem, cô em gì chứ? Hơn nữa ai bám lấy anh ta? Rõ ràng là anh ta để tên cướp kia chạy mất, hại tôi mất hết cả ví tiền với tiền. Trên người không còn đồng nào. Bị nhốt ở đây nửa đêm, còn nhốt chung với mấy tên say rượu, làm cả người tôi hôi chết đi được. Anh thì hay rồi, nhét tôi vào taxi rồi đi thẳng luôn. Đây là lỗi của anh đó. Anh chẳng biết thương qua tiếc ngọt gì cả, đúng không? Hai người cùng một ruột với nhau đúng không? Tôi thấy anh cũng không phải thứ gì tốt. Tôi cho hai người biết, hôm nay dù tôi có đi bằng hai chân về nhà bố tôi thì tôi cũng không lên xe của hai người đâu. Suýt nữa thì quên. 100, 200, trả anh đó. Còn cái này nữa, trả anh đó, tặng anh đó. Cảm ơn. Lúc nãy cô ấy nói gì? Cô ấy nói là không lên xe chúng ta. Không phải câu này. Cô ấy nói là đi bằng hai chân về nhà bố cô ấy. Bố? Không lẽ cô ấy là con gái của bố nuôi tôi? Cậu lái xe qua đó nhé, tôi đuổi theo cô ấy. Một Thanh, tôi nói anh nghe, anh gặp rắc rối lớn rồi, rắc rối lớn rồi. Chocola ngon thế này. Cô Âu, buông tay ra. Cô phải về cùng chúng tôi. Đây là công việc của chúng tôi. Anh là ai thế? Tôi quen anh à? Sao tôi phải đi theo anh? Buông tay ra. Chuyện lúc chiều đúng là tôi đã sai. Tôi xin lỗi cô. Tôi nói cho anh nghe, tôi là một cô gái đó. Anh còn không buông tay thì tôi sẽ làm ầm ĩ chuyện này lên. Cứu mạng! Sàm sỡ! Có biến thái! Đừng hét lung tung. Đừng hét nữa. Cô được rồi đấy. Sợ rồi hả? Tôi sợ gì chứ? Tôi chỉ thấy cô đường đường là cô chủ nhà họ Âu mà lại hét ầm lên ngoài đường thế này, mất mặt lắm. Nếu cô thấy lúc nãy tôi xin lỗi không chân thành thì bây giờ chính thức xin lỗi cô một lần nữa. Xin lỗi. Nếu xin lỗi có ích thì tôi đi giết người phóng hỏa là được. Anh không biết, lúc nãy có một kẻ nôn đầy ra đất, suýt nữa thì bắn hết lên người tôi đấy. Tôi cũng đáng thương thật. Khó khăn lắm tôi mới về nước, mà tôi còn không về được nhà. Rồi bố tôi còn cử hai người xấu các anh đến đón tôi. Sao số tôi khổ thế này? Cô Âu à, cô đừng buồn nữa. Hay là cô mắng tôi cũng được, đánh tôi cũng được. Cô cứ coi như tôi là chỗ rút giận. Cô muốn làm sao cho hả giận thì làm. Được rồi, làm đi. Anh ngốc à? Những lúc thế này, trông thấy con gái khóc, không phải là nên cho người ta mượn bờ vai để khóc à? Vai á? Cái này không được. Sao lại không được? Thấy thiệt thòi à? Thấy tôi chưa đủ xinh à? Hay là chê người tôi hôi?
Tôi không có ý này. Không có ý này. Tôi biết rồi. Anh thấy giai mình quý giá lắm mà. Tôi đang sợ mạo phạm cô còn gì. Thế để tôi xem giai anh quý giá đến mức nào. Được rồi, sau khi tôi kiểm tra thì thấy anh là một người đàn ông bộc trực, độc thân đúng không? Nhưng mà tôi khá thích đấy. Cảm ơn cô đã khen. Con nuôi đến rồi à? Cô chủ đừng, tôi lúc nãy tôi hiểu lầm rồi. Cô lên xe đi. Lên xe cũng được. Anh muốn xin lỗi còn gì? Anh mời tôi ăn một bữa hoành tráng đi. Một bữa hoành tráng không vấn đề gì. Thế thì tôi chờ anh thể hiện đấy. Con nuôi, mau lại đây. Mở cửa xe cho mẹ nuôi. Cô chủ, tôi sai rồi. Cô đừng nói tôi như thế. Tôi bị dây an toàn khóa chặt rồi, không tự quyết được. Mau lên, mở cửa xe cho cô chủ đi. Được, nào nào nào, mời. Không sao, đi ăn một bữa hoành tráng nào. Đi thôi. Đi ăn một bữa hoành tráng nào. Đây là bữa hoành tráng mà cô nói à? Anh không biết lúc tôi ở nước ngoài ngày nào cũng phải ăn đồ ăn Tây. Tôi chỉ mong đến lúc về nhà sáng ăn tàu phớ, bánh quẩy, chưa ăn lẩu trùng cánh, tối ăn hải sản và thịt nướng. Thế mới là cuộc sống. Cuộc sống, cuộc sống, cuộc sống. Chọn nhà hàng tốt đấy. Like cho anh. Tôi không uống đâu. Tôi không uống đồ ngọt. Anh béo, chỗ anh có đồ uống không ngọt không? Không có. Muốn uống thì tự đi mua đi. Thế tôi qua bên đó mua chiếc quẩy nhé. Xem có siêu thị không. Hai người ăn trước đi. Không phải cô không uống đồ ngọt à? Tôi đổi ý rồi. Hơn nữa không làm thế thì sao tôi có thể tranh thủ thời gian ở riêng với anh được? Ở riêng với tôi làm gì? Đúng là chính thức giới thiệu bản thân cho tôi xem nào. Được. Tôi tên là Mộc Thanh. Cô còn muốn biết gì nữa? Tôi là Âu Khả Hân. Rất vui khi biết anh. Đi nước ngoài về đúng là khác biệt. Sốc gì được yêu thương luôn. Cô ở nước ngoài lâu lắm rồi à? Mấy chục năm rồi thì phải. Ở nhiều năm thế à? Thế mà cô còn nói được tiếng Trung à? Tôi toàn nói chuyện tiếng Trung với mẹ tôi mà. Hơn nữa, ở Pháp cũng có người Trung Quốc mà. Thế trước đó cô chưa về bao giờ sao? Anh hỏi thế làm gì? Hỏi vậy thôi. Nói với anh đi. Anh và anh ta đều làm việc cho bố tôi à? Tôi thấy xe của hai người đều tốt cả. Là cấp lãnh đạo ư? Lê Nhược Sơn cũng coi như là thế. Tôi không phải. Cũng coi như là thế là sao? Cậu ấy là con nuôi của bố cô. Tôi chỉ làm công cho cậu ấy thôi. Thế thì anh cũng to gan đấy. Ai lại bảo lãnh đạo của anh đi mua đồ giúp anh chứ? Mối quan hệ của chúng tôi khá là phức tạp. Không giống như những gì cô thấy bên ngoài đâu. Phức tạp. Cô chủ, nào. Tôi cũng không biết cô thích uống đồ lạnh hay đồ nóng. Tôi mua cho cô mỗi loại một chai. Còn có cả nước lọc nữa. Muốn uống cái nào thì uống. Chu đáo thật đấy. Lê Nhật Sơn. Nào. Vẫn là cậu hiểu tôi. Sao nói nhảm nhiều thế? Anh thích uống sữa đậu nành à? Sao thế? Anh còn biết cả chuyện anh ta thích uống sữa đậu nành à? Với quan hệ của chúng tôi thì đâu chỉ biết anh ấy thích uống sữa gì. Tôi còn biết rõ mồn một chỗ nào trên người anh ấy có sẹo, chỗ nào có nốt ruồi cơ. Anh xem cô bé này sẽ không chạy đến chỗ bố nuôi tôi mách lẻo nói xấu chúng ta chứ. Chúng ta đưa cô ấy ra ngoài, còn đưa cô ấy đi ăn. Chắc là không đâu. Anh đã làm mất lòng người ta rồi đó. Ông anh,
một đại tiểu thư yêu kiều như người ta đã bao giờ phải vào đồn cảnh sát đâu. Hơn nữa phân tích theo kinh nghiệm của tôi thì thường là những cô gái xinh đẹp đều rất nhỏ nhen, đều sẽ thù dai. Cậu hiểu bao nhiêu về cô ấy? Tôi đi đâu mà tìm hiểu? Tôi chỉ nghe nói bố nuôi có một cô con gái, nhưng chưa gặp bao giờ. Còn nghe nói hình như 3 năm trước cô ấy gặp phải sự cố gì đó. Tôi không biết gì khác nữa. Sự cố gì? Tôi biết ở đâu ra. Đừng lo những chuyện khác nữa. Ngày mai chúng ta dứt củ khoai bỏng tay này đi. Bye bye, tạm biệt luôn. Nhưng tôi chỉ sợ là mai tôi sẽ không nở. Dù sao thì cũng khá xinh. Cậu nghĩ đi đâu thế hả? Làm gì thế? Tự anh gây tai họa thì tự anh giải quyết đi. Tốt quá. Thấy chưa? Tối qua bảo là mượn thẻ ngân hàng của tôi để mua đồ trên mạng. Tôi cho cô ấy mượn. Anh biết cô ấy đã tiêu bao nhiêu tiền rồi không? Bao nhiêu tiền? 500. 5.000. 50.000 á? 500.000 đó. Tôi nói cho anh nghe, đây là tai họa tự anh gây ra. Anh còn không đi ngăn cản cô ấy thì chúng ta sắp phá sản luôn đó. Hai người các anh thì thầm gì đó thế? Mau lại đây xem cái này giúp tôi. Mau lại đây. Anh xem cái này có đẹp không? Có hợp với bố tôi không? Chắc là ông ấy sẽ thích nhỉ. Cô thích cái này á? Cô chủ, lát nữa sẽ có xe đến đón cô. Cô thích cái này thì tôi mua giúp cô. Sau khi hàng về đến nơi thì tôi tự mang đến cho cô, được chứ? Tôi hiểu rồi. Bây giờ hai anh muốn đuổi tôi đi? Tuyệt đối không ý đó. Cô chủ, là thế này. Tài sản của hai người chúng tôi có hạn. Cô nói xem, nếu như cô làm chúng tôi phá sản hết sạch tiền thì còn đưa cô ra ngoài ăn kiểu gì? Có phải là rất có lý không? Tài sản có hạn à? Thế thì tiếc quá. Tôi vốn nghĩ là hai anh đối xử với tôi tốt như thế, tôi phải khen hai anh mấy câu trước mặt bố tôi, xem liệu ông ấy có đối xử với hai người tốt như vậy không. Nhưng tài sản có hạn thì thôi vậy. Tuy tài sản của chúng tôi có hạn, nhưng hai người chúng tôi tuyệt đối không phải là loại nhỏ nhen như thế. Cô chủ, cô thích cái gì thì cứ kéo vào giỏ hàng. Tôi chỉ cần phụ trách thanh toán hết giỏ hàng cho cô là được mà. Có phải chuyện to tát gì đâu. Thế mới phải chứ. Nhưng mà lúc nãy tôi tìm trên mạng cái túi sách kiểu mới của Paris năm nay mãi mà không thấy có. Kỳ lạ thật đấy. Không sao, ít ra thì tôi cũng quen biết vài người trong giới thời trang. Tôi để điện thoại trong phòng rồi. Tôi đi gọi cái nấy ngay. Được đấy. Lại xem cái này đi. Cái này phải mua. Cái này phải mua. Lê Nhược Sơn nói đúng thật đấy. Cô đúng là một người thù dai. Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người. Tôi đang báo đáp anh đó. Nếu không có anh thì bây giờ tôi vẫn đang lang thang ngoài đường mà. Thế nên việc cô tuyên một hơi hết 500.000 tệ là đang báo đáp tôi hả? Tôi là một người biết đền ơn đáp nghĩa. Hơn nữa thế này mới chỉ là bắt đầu thôi. Anh không biết à? Anh càng chăm sóc tốt cho tôi thì bố tôi sẽ càng cho anh nhiều thứ hơn. Nghe Lê Nhược Sinh nói là anh còn chưa gặp bố tôi bao giờ. Hơn nữa dạo này hai người còn rất mong được gặp ông ấy. Nhược Sinh nói thế à? Ai nói không quan trọng. Điều quan trọng là tôi có thể giúp anh. Thật đấy. Chỉ cần anh chăm sóc cho tôi thật tốt thì tôi có thể giúp anh đạt được hết những thứ anh muốn.
Cô chủ, cô đúng là... Đi mau đi. Ai thế? Cô Âu có ở đây không? Anh mắt kính cử tôi đến đón cô ấy. Con nuôi, được đấy. Đừng khách sáo. Không biết mở cửa à? Chẳng biết nhìn nhận gì cả. Tôi và anh thế nào hả? Ai như cậu, suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện của các cô em thôi. Đúng là, hay làm gì thế? Không đi à? Bố nuôi quy định rồi. Ông ấy không gọi thì tôi không tới. Thôi vậy. Cô chủ đi thông thả nhé. Tôi nói cho anh nghe, nếu lúc về mà cô ấy kể hết chuyện của chúng ta cho bố cô ấy thì cả hai chúng ta đều không được yên đâu. Không phải, không phải. Có liên quan gì tới tôi đâu. Cậu là người nhận điện thoại đi đón mà. Anh là người làm mất lòng cô ấy. Không phải tôi, đúng không? Tôi làm mất lòng cô ấy chỗ nào? Anh còn muốn làm mất lòng tới đâu thì mới gọi là mất lòng? Anh bỏ cô ấy lại ngoài đường một mình mà. Tôi có làm mất lòng cô ấy đâu. Anh cứ cứng đầu đi. Như thế sẽ gọi là làm mất lòng được? Sao lại không phải? Tôi vốn... Lên xe đi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ thế nào cũng cảm thấy tôi không nên bỏ rơi người có ơn cứu mạng tôi. Thế nên tôi đã quay lại đón hai người. Rất có tình nghĩa nhỉ? Không, nhưng cô làm như vậy. Yên tâm đi, bố tôi sẽ không mắng tôi đâu. Tôi không sợ bố cô mắng cô. Tôi sợ bố cô mắng tôi. Bố nuôi quy định rồi, không cho chúng tôi tới gặp ông ấy tùy ý đâu. Anh yên tâm đi, dù ông ấy không chịu thì tôi cũng có cách để ông ấy chịu gặp hai người. Sao nào, tôi nói là làm được nhỉ? Hai người đã nói gì sau lưng tôi thế? Chỉ là cậu cứ hỏi một số câu không nên hỏi. Tôi hỏi câu không nên hỏi bao giờ? Thiệu Nam, cậu nghe thấy rồi đấy. Là cô chủ gọi chúng tôi đến, chứ không phải là tự chúng tôi đến đâu. Yên tâm đi, có tôi đây. Rốt cuộc bố tôi đang dẫn hai người làm ăn buôn bán gì thế? Cô là con gái ông ấy mà cô còn không biết cái này à? Bao nhiêu năm qua ông ấy chỉ gửi tiền đúng hạn cho tôi thôi. Tôi còn không có phương thức liên lạc của ông ấy. Nói đến chuyện này thì đã bao nhiêu năm không gặp ông ấy rồi. Tôi hơi căng thẳng thật. Căng thẳng cái gì? Gặp là được rồi. Nói cũng đúng. Làm cái gì thế? Làm cái gì thế? Gặp bố nuôi phải chú trọng hình tượng chứ. Cô đừng làm hỏng kiểu tóc của tôi. Hoàn hảo. Chú mắt kính, lâu lắm không gặp. Mừng cháu đã về. Đúng vậy, lâu lắm không gặp. Đi Pháp về đúng là khác thật. Đương nhiên rồi. Để chú xem nào. Lớn rồi,
xinh đẹp hơn xưa rồi. Cứ nhắc chuyện không nên nhắc. Đúng là xinh đẹp hơn mà. Bố cháu đang đợi cháu ở phòng sách trên tầng 2. Tôi đưa cháu lên. Hai người không còn việc gì nữa, để Thiệu Nam đưa hai người về. Khoan đã, hai người họ là người có ơn cứu mạng tôi đó. Tôi đưa họ về mà không cho họ vào nhà thì mất lịch sự lắm. Để họ đi làm việc đi. Không có gì phải làm cả. Chúng tôi về trước nhé. Đừng nói nữa, đi thôi.